Rồi, bây giờ chúng ta sẽ reaction tiếp bài top 2. Bài top 2 là bài độ tộc 2 đấy con. Giờ bây giờ chúng ta sẽ nghe độ tộc nha. Anh em nào chưa like livestream cho xin một like, livestream đi. Anh em nào đã like rồi cho xin một sub đi. Anh em nào xin một sub rồi thì cho xin nút cái chuông đi. Năn nỉ á, cảm ơn anh em nhiều nha. Năn nỉ đi. Cho tôi nhận cái 30.000 sub tôi đón sinh nhật cái đi. Ha ha. Đây, chúng ta sẽ nghe bài độ tộc 2 nha. Bài này là của stream anh Độ ấy. Tôi cũng xem stream anh Độ mà. Tôi cũng thích xem stream anh Độ nha. Hai triệu thành viên, đỉnh vải liền. Phúc Du nè, má sao vẻ đẹp vậy? Cái này hình như là cái game mà anh Độ sắp phát triển mà, đúng không mấy ông? Tôi cũng có hay xem stream anh Độ lắm nha. Tôi không có thời gian xem trực tiếp nhưng mà tôi hay xem lại. Nghe tiếng nhạc còn đập rung rinh ngay bên loa. Đêm mày thêm say thêm ca. Chỉ cần anh em nghe tiếng ta. Anh vẫn cày cuốc hăng say như ngày trước. Dù không biết sau này họ sẽ nhớ đến hay quên ta. Nhớ khi xưa những ngày đói. Khi mà động lực duy nhất là những lời cười khen. Giờ còn hơn ông thầy bói. Vì mỗi người ta đều có hình vàng. Giờ còn hơn ông thầy bói vì mỗi ngày ta có đều vàng. Hàng vạn nghìn người xem một play với liền. Người xem là viewer và cũng là người xem bói đấy nha. Bây giờ để không tỏ ra thượng đẳng thì ok thôi rồi, được rồi. Thì lỗi tôi đấy. Lỗi tôi khi mà tôi nghĩ là mấy cái quật play đấy thì các anh em có tìm hiểu chút thì các anh em vẫn có thể biết được. Lỗi ở tôi, được chưa? Giờ tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ nói dài nói dài hơn một tí nữa. Bốn bề đều là những người anh và người em. Cần nhau mỗi đêm ở trong kênh chat nhỏ. Chấm đỏ tắt vào lúc mặt trời lên. Nhưng đam mê không ngủ quên ở trong căn gác nhỏ. Pháo này đúng không? Cái bản đồ bên này là của game guitar này đúng không? Đỉnh. Ngon lành. Má, vẻ đẹp ha. Vẻ đẹp quá. Đây là mẹ Ấn Độ nè. Tôi không có coi mà, tôi không có biết mà. Cái này cái cầu đợt từ thiện vừa rồi xây nè. Đỉnh vãi liền á. Giỏi quá. Anh Độ giỏi quá. Chơi chơi snack kìa. Có những lời yêu thế là lời nhiều. Ta không cần khoe, không cần nhiều lời. Thôi không cần kể tới cái chiều. Làm cái nghề này 10 ngày. Anh đổ gáp luôn à? Là 10 năm. Tôi sinh ra là người Tây, nhưng họ nói rằng tôi là người Chăm. Chăm vợ, chăm con, chăm guộc lay đấy. Người Chăm là người chăm chỉ đấy. Người Chăm là đồng bào người Chăm đấy. Làm 100% mỗi khi nâng chén. 100% còn cho vài trăm ngàn anh em lâu lâu lại nghe tôi chém. Mà sống giờ Mỹ, miễn là được chơi cùng huynh đệ thì thôi nó cứ phải gọi là hợp lý. Music gaming on the mic, điều tôi muốn nói không có gì đâu, chỉ có tình yêu dành cho độ tộc và khóa hết mồm mấy trẻ châu. Vãi liền rap à? Vãi liền ghê đấy. Anh Độ ghê đấy. Anh Độ đỉnh đấy. Đỉnh đấy, ghê đấy. Đây, cái đây là ba bài nhạc mà anh Độ đã kiểu hay phát trên stream đúng không? Là nhạc của anh Độ làm luôn mà. Bài stream đến bao giờ là bài hồi đợt nổi vải liền này. Còn bài kia là bài Độ đúng đời. Bài đấy hình như là lâu lâu tôi có hay vào stream, tôi có thấy như là cut stream là anh Độ hay bật bài này nè. Xong cái bài Độ tập 2 là bài chúng ta nghe hôm nay. Ghê. Vải liền quá. Hơi lục bát phải liền. Tiếng cả team chơi cùng. Đêm đêm anh lại tiệc tùng. Âm thanh ánh sáng đã bùng lên chưa? Độ này vẫn giống độ xưa. Vẫn đợi donate vì chưa có tiền. Vẫn đợi donate vì chưa có tiền. Nghe nghe cũng tủi thân phải liền. Hí anh em. Vui buồn lớn lên trưởng thành và già đi cùng anh em bộ tộc là điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi. Woo! Đỉnh quá.
Tái gần cuối cùng mà cũng dễ thương nè, các không? Hình gia đình này dễ thương với lìn đấy. Ôi, bà này ngon mà. Ôi, 2.9 triệu view mà khủng khiếp. Mới ra hôm qua đúng không? Khủng khiếp. Cũng là khủng khiếp đấy không? Cũng có một cái mức độ khủng khiếp riêng đấy không à? Khủng khiếp đấy. Bà này hay mà. Bà này hay với lìn mà. Bà này verse của Phúc Du cũng hay. Mà như là bà này ra từ làm xong như từ đợt trước dịch rồi hay sao á. Bà này cũng lâu, làm lâu rồi mới ra mà đúng không? Nhưng mà kiểu nghe vẫn thấy đỉnh mà, đúng không?